vị, COVID-19 đã làm thay đổi ngành công nghiệp làm đẹp, đặc biệt là ở châu Á. Theo báo cáo mới nhất từ Kantar, chăm sóc toàn diện, thương mại điện tử và cung cấp giá trị tốt là chìa khóa để các thương hiệu làm đẹp phát triển sau đại dịch. Tại Việt Nam, sau đại dịch đang có nhiều hơn một thương hiệu ra thị trường và các nhà đầu tư thả vốn vào lĩnh vực này. Mối quan tâm ngày càng tăng về sức khỏe và cuộc sống an toàn hơn đã thay đổi kỳ vọng của người tiêu dùng về vẻ đẹp. Họ mong đợi các thương hiệu sẽ giúp họ cảm thấy cuộc sống tốt hơn, chứ không chỉ trông đẹp hơn. Các ưu tiên trong ngành đã chuyển sang khắc phục các vấn đề, như thay vì xóa nếp nhăn, người tiêu dùng chuyển sang muốn có một làn da khỏe. Người tiêu dùng có nhu cầu cho việc chăm sóc da lâu hơn. Định đoán được nhu cầu này, La Prairie Beauty Center đã ra mắt thị trường với nhiều tiện ích hướng đến vẻ đẹp tự nhiên của khách hàng. Bản thân em là một người có da mặt có khá là nhiều khuyết điểm. Em có những cái nệm vết tàn nhang ngay từ khi còn nhỏ rồi. Cái này là do gen di truyền nên là em muốn tìm một cái spa để mà có thể chữa tận gốc những cái tàn nhang này của mình. Thì nghe được bạn bè giới thiệu là ở đây có những cái sản phẩm rất là tốt, cao cấp nên là em mới đến đây để trải nghiệm ạ. Chị Nguyễn Hồng Nhung, CEO của La Prairie Beauty Center cho biết, ra đời sau đại dịch khi sức khỏe sắc đẹp được người tiêu dùng quan tâm hơn, nhu cầu chăm sóc, dành thời gian và làm đẹp cho bản thân đang ngày càng tăng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, đơn vị này cũng cho rằng thách thức hiện nay của La Prairie chính là khi nhu cầu tăng, có rất nhiều các cơ sở làm đẹp ra đời, đồng nghĩa với sự cạnh tranh là khá lớn. Đòi hỏi La Prairie phải luôn nỗ lực cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, luôn giữ một tinh thần cầu thị để trở thành người đồng hành đáng tin cậy cho khách hàng trong hành trình làm đẹp. Sứ mệnh của La Prairie Beauty Center là hoàn thiện vẻ đẹp tự nhiên của người Việt và đem đến những giải pháp làm đẹp an toàn, hiệu quả cho khách hàng nam và nữ. La Prairie với các công nghệ làm đẹp hiện đại nhất và những sản phẩm từ các thương hiệu cao cấp hàng đầu trên thế giới có xuất xứ từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc là những nước mà ngành làm đẹp phát triển nhất, cùng với cái đội ngũ bác sĩ, y bác sĩ giàu kinh nghiệm nhất của Việt Nam, có cố vấn chiến lược chuyên gia cao cấp trong và ngoài nước, đồng thời kỹ thuật viên tận tâm và chuyên nghiệp, thì La Prairie định vị mình là một đơn vị chăm sóc làm đẹp da và một đơn vị đào tạo, nâng cao chuyên môn sâu của ngành làm đẹp. Hơn thế nữa là cái sản phẩm nó đơn giản hóa nhất, thay vì những cái công cụ máy hỗ trợ hiện đại thì La Prairie chọn cái hướng đi riêng, đó là kỹ thuật, dựa trên yếu tố kỹ thuật, dựa trên yếu tố là nền tảng sản phẩm được các nhà khoa học nghiên cứu ứng dụng cho ra đời. Đó là những cái nguyên nhân La Prairie đi sau, nhưng mà đón đầu được cái xu thế. Theo thống kê từ năm 2019, chi tiêu cho mỹ phẩm và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam đạt 6,6% GDP. Năm 2022, chỉ số này đã đạt tỷ lệ tăng trưởng kép là 10,7%. Hiện nay, nhu cầu sống ngày càng được cải thiện, mức sống ngày càng cao. Theo Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đã có sự gia tăng đáng kể, đặc biệt là tầng lớp trung lưu trẻ, từ đó ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của ngành mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân. Vậy nên đây là thị trường tiềm năng rất lớn, nhất là đối với Việt Nam.